Xin chào anh em yêu cờ tướng. Nhàn rỗi đem cờ học đánh chơi, thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài, tấn công thoái thủ nên thần tốc, chân lệ tài cao ắt thắng người. Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tấn công. Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Xin chào các bạn. Trong một trận cờ, nếu hai bên ngang thế với nhau, nếu được lựa chọn, chúng ta vẫn thích cầm hình cờ ở bên còn xe hơn, bởi vì có câu rằng nhất xe sát vạn tử, độ công sát của xe là rất mạnh, trấn áp quần hùng. Tuy nhiên, làng cờ Trung Quốc có nhiều cao thủ sử dụng pháo mã rất đỉnh cao, vì thế mới có câu pháo mã xương hùng. Hôm nay là một trận chiến giữa một bên có xe và một bên đi bộ. Liệu rằng đi xe ngon hơn hay chạy bộ sẽ lên ngôi? Mời các bạn bước vào trận siêu đại chiến giữa cô Tô Phi Hưng Từ Siêu đấu với Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên tại giải cờ Quán Quân Toàn Quốc Nam Bắc đối kháng tái. Chỉ có thể nói đây là một trận cờ rất hay. Mời các bạn cùng bước vào trận đấu. Sau khi trọng tài bấm giờ thi đấu, hai đại cao thủ hùng dũng lao vào nhau, đúng là hoa sơn đỏ kiếm. Với quyền tiên thủ, anh Xuyên béo thi triển thủ pháp quá cung. Mấy năm gần đây, bên cạnh thế trận ông tiên chỉ địa, phi tượng cuộc thì quá cung pháo được sử dụng rất nhiều. Bởi lẽ thế trận này nhẹ nhàng, uyển chuyển, dễ dàng chiếm tiên thủ, thích hợp với các trận cờ cần sự chặt chẽ, đấu nhau về đường dài. Để đối phó thì bên đen có thể đóng tả trung pháo hoặc triển khai lộ mã, cũng như đòn kim câu pháo, như cái cách mà kỳ tiên Hồ Vinh Hoa đã từng thắng kỳ thánh Lý Lai Quần trong một trận cờ được gọi là Thái Cực Quyền lừng danh. Trong trận thực chiến này, cô Tô Phi Hưng Từ Siêu quyết chiếm tiên thủ, thúc binh lộ bảy, mở thông đường cho mã trong tương lai. Về phần Tưởng Xuyên, anh bình tĩnh lao mã lên lộ 3. Từ Siêu nhanh như cắt, lao mã lên ngay. Họ Tưởng xuất xe chiếm lộ đẹp, Từ Siêu cũng nhanh chóng ra xe, cơ động quân mạnh. Tưởng Xuyên được người đời mệnh danh là bố cục chuyên gia. Anh bình tĩnh đu xe tuần hà là thủ pháp rất phổ biến của thế trận quá cung pháo. Từ Siêu cũng không kém quyết tâm bình pháo mười đấu xe mạnh của Họ Tưởng. Rõ ràng bên đỏ mà đấu xe thì quá mất nước, bởi vậy anh ta điều xe vào lỗ 4, chấp nhận nhiều một chiêu. Từ Siêu nhanh chóng chạy pháo vào khe sĩ, sau này xe lao ma lên, tạo thành bố cuộc phản cung mã. Đồng thời cánh trái xe mạnh đã ra. Chiến lược gia quân của Từ Siêu rất bài bản, căn cơ vững chắc, tựa như không có điểm sơ hở. Tưởng Xuyên rất bình tĩnh lao mã lên đường biên. Sau khi Từ Siêu xuất động chiến mã, Tưởng Xuyên lao tốt lên, ý định phóng mã qua lộ 8, mục tiêu ngăn đối phương ra trực xe. Từ Siêu biết rõ điều đó, anh không hề e sợ, tấn tam binh khai thông cho mã vị xấu. Không nói nhiều, Tưởng Xuyên lao mã lên bàn hà. Nếu như lúc này Từ Siêu tượng 3 tấn 5 với tư duy xe lộ 1 có thể náu vào lộ 3 khi bị đối thủ công giát, thì cuộc cờ đã khác rất nhiều. Thực chiến, anh cứ hồn nhiên lao tượng 7 tấn 5. Điều này khiến xe lộ 1 khó di chuyển, tạo điều kiện cho Tưởng Xuyên công kích. Ngọc Diện Thần Quân quyết so tài khai cuộc với cô Tô Phi Hưng. Anh ta phế tốt biên ngay. Nước này khiến Từ Siêu đứng hình vài giây. Tuy nhiên, Họ Từ cũng là bố cuộc chuyên gia, anh đâu ngại lập tức ăn tốt biên lên ngay. Kịch hay bắt đầu từ đây. Tưởng Xuyên điều pháo đuổi xe, Từ Siêu lại chẳng thèm lên tượng, âm thầm xuất xe ngay. Chẳng nhẽ anh không biết đối thủ còn có đòn bình pháo qua truy kích xe của anh chăng? Tất nhiên Từ Siêu biết hết, bởi vì anh còn có thủ pháp lao ma lên để cản lại. Anh Xuyên béo bỗng nghi ra kế thâm hiểm, âm thầm thoái pháo lộ 9, ý định điều qua lộ 8 làm gọi em mã của cô Tô Phi Hưng. Từ Siêu cũng chẳng phải đậu vừa giang, phóng tốt biên qua sông, rất dứt khoát và hùng dũng. Anh quyết chơi một trận tất tay, được ăn cả, ngã về mò. Sau khi Tưởng Xuyên điều pháo bắt mã, bên đỏ lui mã không được vì sẽ mất xe. Từ Siêu định bụng sẽ chạy xe vào góc, rồi họ ăn mã của mình lại điều pháo qua lộ 2, cô liền ba quân của họ. Tuy rằng chưa bắt lại được quân ngay, nhưng với việc cô quân và có tốt qua sông, họ cũng khó thoát lắm chứ. Cơ hồ hình cờ khi đó khá phức tạp, đó lại không phải là phong cách ưa thích của anh rồi. Tiếp đó anh nghĩ đến phương án điều vào ra bắt lại mã. Nhìn kỹ anh thấy rằng họ sẽ ăn tốt của mình, khi đó mình bắt mã họ phật pháo lên thì càng thất thế nặng nề, xe lúc đó biết đi đâu về đâu. Còn như mình không ăn pháo lên mà phế tốt 3 để tìm đường che mã, tất yếu họ vẫn ăn tốt lên, ta chạy mã về thì họ đấu quân, ta thoái mã về ăn lại quân. Tuy rằng quân mạnh là ngang nhau, mà thế cờ bị lép rõ ràng. Từ Siêu chợt nhớ rằng có lần mình xem bác vịt ú cờ tướng bình cờ, bác có nói 1 đổi 2 thì dây khoai, anh cũng việc gì ta phải xoắn. Bởi vậy anh làm ngay em mã mà không suy nghĩ nhiều. Tưởng Xuyên mình thầm, quả này mình ngon rồi. Bước đầu anh bắt lại quân tốt và ham mê bắt xe của cô Tô Phi Ưng. Từ Siêu thoái mã về, Tưởng Xuyên ăn xe ngay. Từ Siêu cũng bắt lại em pháo. Sau khi bắt hơn xe mạnh, Tưởng Xuyên rất hưng phấn, cơ hội thắng đã mở ra rồi. Về phần Từ Siêu, với bản lĩnh của Kỳ Vương, đâu hề e ngại, dĩ bất biến ứng vạn biến. Đến lượt Tưởng Xuyên ra đòn, anh thấy rằng mã lộ 3 còn yếu, anh thúc tam minh lên. Nếu như Từ Siêu đấu tốt thì Tưởng Xuyên khai thông được lộ mã và xe lại chiếm vị đẹp. Đó là điều anh không hề mong muốn. Bởi vậy phế tốt ngay, đưa xe qua hà để tranh tiên chiếm lộ. Tưởng Xuyên ăn tốt qua sông, Từ Siêu bình xe bắt mã và bắt tốt. Buộc lòng Tưởng phải nâng xe lộ 9 lên phòng thủ chiến mã. Lúc này Từ Siêu hoàn toàn có thể ăn xe về tốt, nhưng khát khao chiến thắng của anh là rất lớn, không vội ăn tốt, lao mã lên lộ 3, ý đồ mã 3 tấn 4 đuổi xe của đỏ. Kỳ thực nước lao mã có phần hơi vội vàng của cô Tô Phi Ưng. Thực tế cơ hội đang đến với Tưởng Xuyên, nếu bình tĩnh hơn anh có thể điều C9 và lộ 6 ngăn cản âm mưu của Từ Siêu, ép bên đen phải lên sĩ. Sau đó anh đi tốt 3 bình 4, giữ chặt tốt qua sông thì bên Từ Siêu lép mất rồi. Thực chiến anh lại chạy C4 bình 6, Từ Siêu lên sĩ đỡ. Sau đó anh thoái pháo về, mục tiêu điều qua để kích xe. Tất nhiên Từ Siêu đâu để phí, anh diệt tốt ngay. Tưởng Xuyên điều pháo đuổi xe, tất yếu Từ Siêu phải chạy xe. Tưởng béo cậy mình nhiều thịt, định bụng lấy thịt để người, ép Từ Siêu phải đổi cây. Từ Siêu tuy thân hình mỏng manh nhưng đánh võng khá khéo, anh chạy xe ngay. Tưởng Xuyên tạm thời buông tha, lên sĩ củng cố trung lộ. Từ Siêu vút mã lên bàn hà, lăm lê diệt tốt lộ 7 của Tưởng Xuyên. Vấn đề lúc này của họ Tưởng có thể nổ pháo lên mã rồi cắm xe bắt đôi được chăng? Nếu đi như vậy, đen sen pháo qua, đỏ tấn xe bắt đôi thì đen điều xe ra giữ pháo, đồng thời bắt mã lộ 3 của đỏ. Rõ ràng vẫn chỉ là đổi cây. Đối với các cao thủ, khi ra đòn tuyệt đối phải kín miếng. Bởi vậy anh âm thầm lao xe xuống, áp sát em mã rồi tùy cơ hành sự. Ai dè Từ Siêu chỉ cần nhìn qua nước dưa là biết âm mưu của đối thủ. Anh nhẹ nhàng thoái pháo về, sẵn sàng điều pháo vào để công kích. Thấy rằng âm mưu đã lộ, Tưởng béo lại thực hiện mưu khác, lấy thịt để người, điều xe ép đấu. Thấy đối thủ chơi nhây quá, Từ Siêu bực lắm, mà anh thấy rằng mình vẫn có thể kiếm chắc được, vậy nên đấu xe ngay. Sau khi Tưởng Xuyên ăn xi lên, bỗng nhiên em tốt đầu không còn quân bảo vệ, Từ Siêu bút sức mạnh lên, siêu xe ra blue tung đoàn diệt tốt đầu ngay. Nếu bình tĩnh hơn, Tưởng Xuyên vút pháo diệt mã, ép họ ăn pháo lên rồi mới lao mã tấn công thì có vẻ hợp lý lắm. Bởi vì đối phương có thoái mã về, bắt sĩ và đuổi xe. Bên đỏ có chiêu cắm xe chiếu, ép họ về sĩ rồi anh lên sĩ tạo trận địa ổn định thì hay quá. Trận này Tưởng Xuyên đã bị hút theo lối chơi của đối thủ, anh nóng trong người, quyết tâm lao mát lên để đối công. Ai dè cô Tô Phi Ưng tung đòn đấu chuyển tinh di, thoái mã đuổi xe và bác sĩ. Thật là đen, MC không thể chiếu tướng, cũng không thể phòng thủ. Đòn đánh của Từ Siêu ảo tung chảo khiến Tưởng Xuyên choáng váng. Anh đành lao xe xuống để kèm pháo đường biên, cơ mà pháo đen đã có mã bảo vệ rồi. Bởi vậy Từ Siêu rất hùng dũng, vút mã đạp sĩ, gọi đòn chiếu tướng. Tưởng Xuyên buộc phải ngoi tướng lên. Bấy giờ Từ Siêu mượn gió bẻ măng, lao pháo ăn tốt. Anh tổ chức pha phản công đường biên đúng theo kiểu phong cách của ngoại hạng Anh. Tưởng Xuyên tạm nhường một chiêu tượng 3-5 làm dày trung lộ. Đã thế cô Tô Phi Ưng đạp mã bàn hà, thi triển thủ pháp thủy tượng phiêu thật là đa mắt. Tưởng Xuyên có phần hơi bị động, anh thoái xe đổi mã, chẳng khác nào đuổi ngựa đằng sau. Được thế cô Tô Phi Ưng đạp mã hí vang sông nước, lao mã sang sông để tấn công. Hóa ra Tưởng Xuyên có phục binh, anh xuất tướng đuổi mã, ép Từ Siêu mã thoái lui. Sau đó anh nâng pháo lên định bụng bắt đôi. Thủ pháp lừa tình của Tưởng Xuyên thật là sâu, không hổ danh là đại cao thủ. Nhưng nó không làm khó được cô Tô Phi Ưng, anh đang khát khao chiến thắng, âm thầm thoái pháo phòng thủ. Nếu lúc này Tưởng Xuyên đấu quân thì đỏ còn xe mã đen, pháo mã bền sĩ tịnh. Tưởng Xuyên đâu cam lòng, anh muốn thắng cơ mà. Anh hùng dũng lao mã qua sông, mở thông mặt tướng, phục đoàn tấn xe chiếu và bác sĩ. Người ta vẫn có câu muốn săn mồi thì phải kiên nhẫn, thả con săn sắt bắt con cá ruốc. Từ Siêu nhẹ nhàng thoái tượng về thủ, anh đi xong lại giả vờ như mình đang bị nhầm rồi. Tưởng Xuyên tưởng ngon, lao pháo ăn tượng ngay. Chỉ đợi có vậy Từ Siêu điều pháo qua lộ 6 soi mặt tướng đỏ. Hóa ra đó là đòn hồi mã thương. Tưởng Xuyên mặt thất thần, y như là La Bố bị Tào Tháo dùng nước vây thành năm xưa, quá nguy cấp rồi. Hình cờ lúc này là Siêu đối công. Tưởng Xuyên biết rằng không thể phòng thủ bị động, anh lao xe xuống định đánh đòn pháo lăn nhằm vạt hết bộ lông của cô Tô Phi Ưng. Ai dè Từ Siêu có đòn lao ma chiếu quá hay và xuất sắc. Bởi vì Tưởng Xuyên ăn tướng lên, Từ Siêu đóng pháo vào là tạo thành pháo lồng Hương Yên tuyệt sát ngay. Có lẽ nước đỡ hợp lý nhất của bên đỏ chính là đòn thoái mã về thủ. Khi đó đen sẽ lăng mã xuống để gọi đòn chiếu tướng. Bên đỏ có hai cách phòng thủ như trong hình. Cách số 1 là chạy mã, cách thứ hai là vào tướng. Với phương án bên đỏ vào tướng, đen lăng mã chiếu, xuống tướng có vẻ không hay vì đối thủ sẽ thoái mã khe sĩ để chiếu. Còn như bên đỏ xuất tướng, đen lao mã chiếu, ép tướng đỏ lên, rồi đen tung đòn điều pháo qua lô 8 để hỏi chiêu sát. Bên đỏ rơi vào tình thế vô phương cứu chữa. Hướng đỡ khả dĩ của đỏ lúc này sẽ là thay vì vào tướng, đỏ nhảy mã về để phòng thủ. Khi đó Từ Siêu vẫn có đòn thoái mã chiếu cực dị, lại là khó khăn cho bên đỏ. Bởi vì nếu vào tướng sẽ có đòn đóng pháo vào chiếu, đỏ phải chê tượng. Tiếp đó là đòn lăng mã chiếu, đỏ về tượng, đen lăng mã lộ 3 chiếu. Do là lưng chiếu, ép tướng phải xuất. Tiếp đó đen lao mã lộ 6 để chiếu, ép tướng bên đỏ lên lộ 3. Đen lại chạy pháo qua lộ 2, phục đòn sát cuộc. Bên đỏ sẽ thua. Bởi vậy tính toán đủ đường, đỏ chỉ có cách thoái mã về đỡ, còn đen sẽ thoái mã chiếu để bắt C. Sau khi bên đỏ ăn mã, đen bắt lại MC. Với việc hơn quân, bên đen sẽ thắng về tàn. Kết luận, phương án thoái mã về đỡ ở nước cờ thứ 37 được đánh giá là mạnh nhất, nhưng bên đỏ cứ lép mà thua. Vậy vấn đề đặt ra, trong thực chiến bên đỏ đỡ theo hướng nào đây? Quả là một câu hỏi khó và xoắn não. Tưởng Xuyên cứ đi ninh rằng vào tướng an toàn hơn, nhưng anh đâu hay. Từ Siêu còn đòn đóng pháo chiếu tướng, quân pháo từ trên trời rơi xuống quá kịp lúc và đúng thời điểm. Tưởng Xuyên buộc phải che tượng. Từ Siêu lao ma chiếu, Tưởng Xuyên đành đưa tướng lên lầu 3. Chưa dừng lại ở đó, chiến mã của Từ Siêu tiếp tục khuấy động, bằng tuyệt chiêu móc hậu. Tướng bên đỏ giờ chỉ có 3 cách như trong mình, đó là ăn mã cổ đen, xuống tướng và hướng cuối cùng là chạy tướng qua lầu 6. Nếu bên đỏ xuống tướng, đen thoái mã về chiếu, xuất tướng thì pháo vô qua là sát cục. Còn trường hợp xuống tướng, đen thoái mã về chiếu vẫn là sát cục. Kết luận, phương án xuống tướng bên đỏ vẫn thua mà thôi. Còn phương án bên đỏ ăn mã thì sao? Đen vỗ pháo chiếu là sát cục ngay. Thực chiến, Tưởng Xuyên chạy tướng qua lô 6. Từ Siêu có đòn chạy pháo ra cực chất. Tưởng Xuyên cố đấm ăn xôi, làm em sĩ gọi đòn chiếu tướng. Từ Siêu thoái si về. Lúc này, bên Tưởng Xuyên bị hai đường sát. Một là chạy pháo qua chiếu, tạo thành pháo lồng Hưng Yên. Hai là thoái mã về lộ 4, phối hợp với pháo để công sát. Trong thực chiến, Tưởng Xuyên thoái xe về, bên đen lang mã chiếu, tạo ra sát cục, pháo mã sông hùng, cực kỳ hay và quá man nhãn. Trận này phải nói là đỉnh của đỉnh, theo mình hay nhất năm 2021. Đúng là cô Tô Phi Hưng Từ Siêu nhìn thì hiền hiền, có vẻ hơi lừ đừ mà có nhiều tuyệt phẩm xuất sắc quá. Anh em thấy hay thì ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Xin chào và hẹn gặp lại.